những tình huống hài hước khó đỡ khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng ngày 20 tháng 10, soái ca lên đồ chất như nước cất, mang hoa đến tặng cho người đẹp. Cô gái thẹn thùng cúi đầu ôm mặt, được bạn bè cổ vũ, cô gái đưa tay nhận bông hoa. Ánh mắt hút hồn, chàng trai cố tỏ ra đỉnh đạt, lùi lại ghế ngồi thì... Lần đầu tặng bông nên hơi rung, ngồi bà xuống đất, làm người đẹp ôm mặt cười ngất. Của cái đích ngồi dậy hơi quê độ, nhưng mà thấy nàng cười là anh mãn nguyện rồi nè. Ơ kìa, chiếc phao dưa hấu đến đây với chuyện nào? Chạm được rồi, để leo lên thử coi. Và cái kết, chiếc dưa hấu lạnh lùng bỏ đi, báo hại chị gái uống no nước luôn. Tình huống tiếp theo tại cổng của một gia đình. Bà mẹ kéo cửa ẵm con bước ra, hình như trời còn mưa, rồi rút cây dù ra bấm nút thì bất ngờ. Trời ơi! Dù một nơi, cản một nơi, thằng con kiểu, ủa mẹ chơi đấu kiếm hả mẹ? Chị mẹ đứng hình, hình như lấy lộn vũ khí bí mật của ông chồng rồi, may là không ai bị thương. Ây cha, thì là tôi đã hỏng nổi với mấy tình huống hài hước này luôn. Còn mọi người nghĩ làm sao về các nhân vật vừa rồi? Comment chia sẻ cùng Tinh Ba Phúc Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tinh Ba Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.